game thứ hai như thế này. Chắc chắn cái này là Dược Thảo chơi không lợi đâu. Tại phải dùng cái hơi để thổi. Dạ. Nha. Anh với em sẽ thổi. Dạ. Thí dụ như thổi trái banh. Dạ. Thổi cái gì thổi được mình thổi. Thì thổi chừng nào tới đến đích là lúc đó người đó sẽ là kẻ thắng cuộc. Dạ. Nha. Con nói nổi. Kính thưa quý vị, đây là phần thổi giấy. Ok. Rồi. Ok, 3 2 1 Ráng lên. Ok.